Thưa quý vị, hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, sự đổi mới về phương pháp giảng dạy cũng như việc ra đời hàng loạt các trung tâm đào tạo ngoại ngữ, dưới sự hướng dẫn của các giáo viên có kinh nghiệm đã giúp cho việc tiếp cận với ngoại ngữ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cũng cần biết cách chọn mặt gửi vàng ở những địa chỉ đào tạo uy tín để việc học và luyện thi đạt được hiệu quả nhất định. Học ngoại ngữ đã và đang trở thành xu hướng của nhiều bạn trẻ. Thông thạo thêm ngôn ngữ nước ngoài, chúng ta sẽ có thêm cơ hội làm việc trong những công ty đa quốc gia và tăng năng lực cạnh tranh trực tiếp với những ứng viên khác. Đặc biệt, ở những thị trường lớn như Trung Quốc thì cơ hội việc làm và giao thương với thị trường Việt Nam là nhiều hơn cả, khiến nhu cầu học tiếng Trung cũng ngày càng tăng cao. Trên cơ sở đó, trường tiếng Trung Lạc Lạc đã ra đời, là địa chỉ uy tín, tin cậy cho nhiều học viên. Mình đã tham gia rất là nhiều khóa học ở các trung tâm khác và mình đến với tiếng Trung cũng khá là muộn. Và một trong những điều mình tâm đắc nhất ở Lạc Lạc đấy chính là ngoài việc học ở trên lớp thì Lạc Lạc có một hệ thống bài giảng online rất là rõ ràng và chi tiết. Vì vậy mà khi mình có việc bận thì mình có thể xem lại bài giảng online cũng như là nhờ cô giáo bù bài thì mình vẫn có thể theo được cái lộ trình học. Bên cạnh đấy thì Lạc Lạc cũng như là cô Thủy Hạnh, giám đốc của trung tâm rất là quan tâm và lắng nghe ý kiến của học viên, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy. Và mình đã theo học ở trung tâm được khoảng 70 buổi và mình bây giờ có thể giao tiếp bằng tiếng Trung với người bản địa và có thể ứng dụng được vào trong cái công việc của mình rất là tốt. Khi mà mình tham gia học ở tiếng Trung Lạc Lạc ấy, thì mình cảm thấy là ở đây cái bộ giáo trình có lộ trình rất là rõ ràng và cụ thể. Nó tập trung sâu vào cái kỹ năng giao tiếp, giúp cho mình có cái phản xạ tốt hơn, tiếp cận gần hơn với cái cách nói của người bản địa. Và bên cạnh đó thì khi tham gia lên lớp thì giáo viên sẽ giao tiếp với học viên 100% bằng tiếng Trung. Mỗi tuần chúng mình được học với giáo viên bản địa một buổi, cho nên là sẽ giúp cho cái khả năng phản xạ của chúng ta tốt hơn và tạo cho mình cái phản xạ là mình có thể giao tiếp một cách lưu loát hơn khi gặp người Trung Quốc. Và cái điểm cuối cùng mà mình rất thích ở nhà Lạc Lạc đấy là đội ngũ giáo viên và admin rất là tận tâm, rất là nhiệt tình, tạo cho mình một cảm giác rất thoải mái. Mình đã theo học ở đây được một thời gian dài rồi và mình cũng đã giới thiệu cho các bạn mình rất là nhiều. Và mình nghĩ là Lạc Lạc là một cái sự lựa chọn đúng đắn cho những ai đang muốn học tiếng Trung. Điểm nổi bật của trường Lạc Lạc đó là bộ giáo án giảng dạy và giáo trình học tiếng Trung cho học viên độc quyền duy nhất trên thị trường do cô Thủy Hạnh, nhà sáng lập của Lạc Lạc xây dựng và biên soạn. Với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi mà ứng dụng cái bộ giáo trình, giáo án, cái phương pháp này vào dạy học ở nhà Lạc Lạc thì mình thấy là học sinh có những phản hồi như sau. Thứ nhất là các bạn ấy rất thích đi học. Các bạn ấy luôn luôn hào hứng trong các giờ học vì được tham gia các hoạt động ngôn ngữ. Thứ hai là các bạn ấy mong chờ được đến buổi học tiếp theo. Có những bạn là sắp hết khóa, không còn khóa nào để học nữa ở nhà Lạc Lạc nữa thì nói là bùn khóa cô ạ, tuần nào cũng một tuần ba buổi, đang như vui như thế rồi bây giờ tự nhiên không được đến lớp gặp thầy gặp cô nữa thì nó cảm thấy hụt hẫng. Cái phản hồi tiếp theo mình nhìn thấy được là các bạn ấy có thể tự tin giao tiếp với người Trung Quốc ngay từ một vài buổi học đầu tiên vì các bạn ấy nghe và nói bằng tiếng Trung, nên khi mà các bạn ấy dù kiến thức rất là ít nhưng các bạn ấy không ngại nói và ngại sai mà nói chuyện trực tiếp với người bản ngữ được. Cái tiếp theo mình nhìn thấy được nữa là sau khoảng 1 hoặc 2 khóa học thì rất nhiều bạn đã có thể tự đi du lịch Trung Quốc, đã có nhiều bạn là đã có thể tự liên hệ với đối tác Trung Quốc nước ngoài, đối tác Trung Quốc mà không cần qua phiên dịch. Đấy là những cái mà mình nhìn thấy được với cái bộ giáo trình, phương pháp, giáo án của nhà Lạc Lạc. Đấy là đã tạo sự gần gũi giữa giáo viên và học sinh. Bản thân tôi hiện tại đang là giáo viên của trường tiếng Trung Lạc Lạc. Tôi nhận thấy rằng với phương pháp dạy học cũng như là bộ giáo trình do chính cô Thủy Hạnh biên soạn thì học viên đã có định hướng rõ ràng và chủ động hơn trong việc học, đặc biệt là việc tự học ở nhà. Chính vì vậy mà khi lên lớp các bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để luyện tập, trao đổi và mở rộng thêm kiến thức với giáo viên. Bên cạnh đó thì việc sử dụng gần như 100% tiếng Trung trong suốt quá trình học không chỉ khiến cho buổi học trở nên thú vị hơn, mà bên cạnh đó quan trọng nhất đó chính là giúp cho các bạn có thêm cơ hội để giao tiếp thực tế và nâng cao cái khả năng nhạy bén với ngôn ngữ của mình. Hầu hết tất cả các học viên nhà Lạc Lạc đều rất là yêu thích cũng như là đồng tình với cả phương pháp dạy học này. Các bạn cũng cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều trong quá trình giao tiếp tiếng Trung. Đi kèm với bộ giáo trình còn có 53 video bài giảng tương ứng với từng bài học. Học viên khi học offline tại lớp sẽ xem trước bài các video bài giảng 30 phút trước khi vào lớp, kết hợp với xem sách, luyện tập và thực hành giao tiếp cùng giáo viên. Ngoài ra, bởi tính năng ưu việt của bộ giáo trình, Lạc Lạc đã xây dựng gói tự học dành cho các bạn ở xa theo học mà vẫn đảm bảo hiệu quả khung chương trình. Sau nhiều năm hoạt động, số lượng học viên tốt nghiệp với vốn tiếng Trung thành thạo ngày một tăng, trường tiếng Trung Lạc Lạc được đánh giá là một trong những địa chỉ đào tạo và tự học tiếng Trung hiệu quả
chất lượng tại thị trường Việt Nam.